Nếu các bạn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingdrop.com. Bây chứ cần ghi chữ kingdrop, đây kingdrop.com là ra cái shop nha mày. Đó thì trong shop thì có robot bằng rúp này, rút robot bằng rúp nè, và mua robot siêu rẻ nha mày. Thì các bạn nhớ ủng hộ ship nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Ni đây. Và hôm nay mình là cuối cùng đã săn được con Shimino rồi nha các bạn. Đó, ông nô nè. Trời ơi, phải đợi, nói chung là đợi ông nô này bán gọi là lâu kinh khủng luôn các bạn. Đó. Hôm bữa là mình mua được ông lô rồi, Onlosaurus các bạn. Đó. Bữa là mình săn ông lô này cũng không có khó lắm nha các bạn. Nó cũng hơi kiểu khó bình thường thôi. Còn Mochi là mình không thấy bán luôn á. Mới gọi là khó cực kỳ, còn ông lô là có bán nè, với lại ông nô nha các bạn. Đó, ông nô mình săn được rồi nè. Đó, bạn thấy không? Mình săn được ông nô luôn đó. Canh hơi canh cực khổ lắm mày, cứ tiếng vô canh mệt thiệt chứ. Đó rồi, thì hôm trước là mình đã đổi được con nhân vật cái màu, với lộn mày, mình đổi được cái màu của ông lô là màu hồng nhé bạn. Đó, đây giờ tiếp tục hôm nay mình sẽ để coi cái ông nô của mình sẽ được màu gì nhé bạn. Vai thiệt, ông nô mình cũng là màu hồng luôn các bạn. Suki vậy. Vậy là một màu xài được hai con. Ui, em bo ngon các bạn. Thằng bo mà đổi thành con ông nô cũng cái màu này luôn các bạn. Cái màu mà của bo á, cái màu mà sáng sáng siêu hiếm luôn các bạn. Ôi ghê vậy. Sao mà hên dữ vậy. Bo mở ra được cái màu phải gọi là dạ quang các bạn, kiểu lấp lánh nó sáng nó hên thiệt chứ. Mình mở ngay cái màu hường này nữa chứ. Giờ ông nô của mình cũng màu hường luôn các bạn. Trời ơi, nhìn mà ông nô kìa. Chán thiệt sự, ông nô ơi là ông nô. Đâu rồi, bo đâu rồi. Ra đây coi. Ra đây cắn cắn lộn nữa mày. Đâu rồi, ra cắn lộn ơi. Đâu rồi, rồi giờ mình sẽ đi thử review cho các bạn chiêu nhé mày. Thì hiện tại là mình đang ở đảo Tân Thủ nhé bạn, nên quái còn hơi yếu thôi, nên mình sẽ review sơ nhé mày. Mình sẽ lát mình sẽ qua cái đảo mà kiểu quái châu châu á. Đây nè, bố già đây, lộn mẹ già cũng xa nữa mày, cũng gần gần chứ, lộn cũng gần đây nhất nè. Đó, mình qua đánh mẹ già cũng được. Rồi, đầu tiên là cạp nữa mày. Đó, cạp gì đó. Đó, cú thứ ba là quắt đuôi nha mày. Một nè, hai nè, quắt đuôi. Rồi ba, cái thứ tư mới quắt đuôi nha mày. Đó, rồi bây giờ cái chiêu ít là rô, mình nghĩ là hú á mày, gầm á. Gầm gừ á. Đó, đúng rồi mày, gầm thiệt nè. Đó. Đó, gầm lên. Và chiêu C. Cái gì? Terroroth là gì? Là kiểu gầm theo một hướng nha bạn. Cái chiêu này là gầm AOE đó bạn, quy nhầm tròn. Hỏi chiêu C này gầm chữ V đó bạn, gầm theo chữ V đó, chuẩn luôn á. Đó, gầm chữ V theo đúng có một hướng thôi. Nè, giống hướng này nè. Đó, mấy bạn có thể quay vòng vòng cũng được. Rồi, chữ V là gì đây? Ô, cái gì vậy? Cái chữ V là cái gì vậy? Sao giống chiêu của săn tóc đỏ bên bên đó bò đó bạn. Các bạn nhìn chiêu nè, lộc nhìn cái màu nè. Đẹp ha. Nhìn màu đúng đẹp luôn, lấp lánh, cái gọi là dạ quang các bạn. Sáng trong màn đêm nữa. Màn đêm đúng sáng luôn. Bỏ cái chiêu này hình như cái con nhân vật lộc, cái ông lô này lộc. Chứ mình cứ nhầm vậy ta. Ông lô là có 4 chiêu các bạn, còn ông nô, ông Shibino này là tới 1 2 3 4 5 lần nha các bạn. Đó. Bạn thấy không, hơn tới 1 chiêu luôn. Rồi cái beat mode này mình nghĩ là chắc bật thuốc săn mồi lên các bạn. Ủa gì vậy? À. Ui. Ôi. Ui. Vậy là bật cái này lên. Là không có như ông lô nha mày. Ông lô là nhắm như một mục tiêu để solo các bạn, còn cái chiêu cuối của con ông nô này á. Chỗ nói lét lộn luôn bạn. Ông lô. Đó. Thì mình nghĩ cái này là kiểu tăng đá mày. Ôi chạy nhanh lên luôn á. Ủa mệt nè. Chạy hết lẹ. Đó, bật lên là mắt mình sẽ đỏ nha mày, mà kiểu có hiệu ứng mà kiểu nói chung là bị tức các bạn, tức giận các bạn. Trời ơi, mình nghĩ chắc là sẽ tăng đam mày chắc luôn. Giờ mình với Bo sẽ đi qua thử đánh thử con mẹ già nha mày. Trời ơi, nhìn đây là thời đại khủng long nha mày. Giờ ai chơi mới chát quỷ cùi nữa đúng không? Giờ ta là ăn khủng long. Đây là thời đại khủng long. Giờ bạn nào mà ăn khủng long vô làm nguyên một team xem win server khủng long được luôn các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đi qua mẹ già nha mày. Trời, hôm bữa mình quên review là lúc mà mình bật lúc mà mình kiểu bật cái dạng mà khủng long lên bạn là mấy bạn sẽ được tăng máu nha mày. Hôm bữa là mình quên nói luôn á, là hai trái quỷ nào cũng vậy nha mày, trái quỷ Zoan nào cũng vậy hay sao á.
lúc biến bự các bạn lại sẽ được tăng máu, phục tổ cũng vậy luôn á. Đó là kiểu vậy nên khá là ngon nha mày. Mấy bạn nào mới chơi giống bo này, hàng bo nó bị mất ặc á, giờ nó tào lại chơi các bạn đó, nên nó chỉ cần nâng mắt chát quỷ thôi, nó cũng có máu để chơi nữa mày, nên nó không cần máu nữa đó, nên ngon lắm mày. Hôm bữa mình nâng tới nhiêu ta, bữa mình nâng cái điểm mà có bạn kêu tới 3.700 luôn các bạn ơi. À đúng rồi, 3.700 lần á. Mà mình nâng có 3.400, mình tưởng 3.400 là mát đó mày. Vậy là tới 3.700 lần là phải farm thêm nữa, trời ơi. Level 3.000 mới mát nha mày, là 800 nữa. Trời ơi, nhìn lười cày thật sự. Nhìn chơi lười dã man luôn á. Bo tắt early lát solo này. Solo cạp. Máu nhiêu. Trời ơi, mát bo 8.000 rồi, đánh gì không biết nữa. Mình mát tới 34.000 mà bật lên nhân đôi lên nữa, 60.000+ đó. Yeah, boy. Cày đi rồi lát rồi solo. Solo cũng long cắn. Rồi, tới nha mày. Vô nè. Vô. Rồi, mẹ già rồi, đây. Đó, thì mình sẽ cạp thử bình thường trước nha mày. Cái gì vậy? Không thấy vậy, cái gì? Nhiều đó. Nhiều đó. 6.000 hả? 6.000 hay sao á, 6.000 mấy á. 6.800 nha bạn, bo thấy nè, 6.800 này lúc mà mình đánh từ xa bạn không có thấy được. Vậy bo sẽ nhìn cho mình nha bạn. Đỡ, có người nhìn giùm nó đỡ lắm này. Rồi, vậy là mình cắn một phát là tới 6.800 nha bạn. Đây giờ mình tự cắn lại nha. Nè. Ủa. Ê ai quýt vậy? Ơi. Đúng rồi bạn, 6.800 không mấy nè. Đó, 6.800 không mấy nè. Mùi máu trâu đảo quá bạn ơi, cắn được xa nữa chứ. Farm cũng ngon đó chứ. Giờ mình thử xài chiêu ít nha. Cái gì vậy? Trời ơi, bật rum mà hết hồn. 6.800 nha bạn. Rồi mình sẽ đợi con mẹ già hồi sinh đã. Rồi mình sẽ xài chiêu ít thử nhiều đam nha. Ít. Rồi một đống đam luôn. Không thấy luôn. Lần chắc mấy ngàn các bạn. Tại đam nhìn các bạn nhìn cũng không có mất máu nhiều lắm ha. Rồi chiêu C là gì đây? Rồi chiêu C phải nhìn xa rồi các bạn ơi. Không trúng rồi. Giờ mình thử lại chiêu ít nha. Để coi bao nhiêu đam đây. 1.000+ nha các bạn, kiểu mấy lần 1.000+ á, 1.700 á. Hình như là mấy lần 1.700 các bạn, kiểu vậy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gầm chiêu ít nha các bạn, coi chiêu ít bao nhiêu đam nha. Rồi, mình sẽ gầm thử thôi, đây. Ơ lộn chiêu C chứ nhầm. Chết. Đây, mình thử gầm chiêu C nha các bạn. Đây. Ui, chiêu C mình nghĩ đam to hơn chiêu ít luôn các bạn, cái gì vậy? Rồi, sống thần hết hồn. Cái chiêu ít là đạp lần có 1.000+ nha bạn. Còn chiêu C đấy coi coi. Để mình thử lại coi. Để mình đứng đây mình gầm ra mới thấy nha. Trời ơi cái rung. Xanh màn hình luôn mày. Đây. Mình gầm nha. 1.900 á. À 1.300 nha mày. Mình thấy mấy lần 1.300 như các bạn nhìn là đam to nha. Đó. Gầm có chiêu C mà mẹ già gần nửa cây luôn á. Còn chiêu ít thì yếu hơn ha. Chiêu ít thì không tới luôn. Rồi mình thử, giờ mình thử chiêu V nha bạn. Chiêu V là quánh ra mấy cái đường kiếm giống của sang tóc đỏ các bạn nè. À cao. Ui lần 5.000+ luôn á. Ui cao vét nào 5.000. À đây là cao giống mấy cái tay cao mình không thấy. Cao liên tục bạn. Cao ra mấy cái đường á. Giờ mình sẽ thử khi máu, khi boss đầy cây coi còn bao nhiêu máu nha bạn. Tại chiêu ít là quánh mẹ già một khúc các bạn. Ở khúc này. Còn chiêu ít là ở lọc chiêu C là gần nửa cây luôn, còn coi chiêu B nha. Coi cao nè. Vậy là ông nô này được hơn cái cào nha bạn nè. Đó các bạn nhìn thấy tay cào kìa. Bựa thật sự. Ý. Đam này cũng to đó chứ. Wow. Đam vậy đam cũng to chứ. Ui cái chiêu ít khè mạnh thật sự bạn. Thôi nhìn có kiểu làm cho đối phương bị kiểu bị đẩy lùi luôn kìa bạn, làm quá đẩy lùi luôn kìa. Cái chiêu mà gầm chiêu C ngon đó chứ. Rồi giờ mình thử bật cái này là thú săn mồi nha mày. Đó beat mod nè. Đó là thú săn mồi đó. Bật chế độ săn mồi lên nha mày. Đây. Bật B lên cái. Đó hồi nãy là cắn 6.800 nha. Ui chạy nhanh luôn á. Chạy nhanh hơn nè. Rồi mình cào thử một cái nha mày. Nhiêu á? 8.000. 8.500. Tăng 6.000 lên 8.500. Trời ơi tăng 2.500 đam. Mà chạy nhanh luôn nha bạn, nãy bạn nhìn nè. Đó bạn thấy không, mình đi nhanh hơn luôn á. Bo đi thử coi.
thử đu không? Đu đi nè, đi nè. Đó. Rồi giờ chậm rồi đó mày, giờ mình bị mệt đó mày. Lúc mà bạn bật xong sẽ bị mệt nữa. Đó giờ đi bình thường nè. Rồi lát hồi giờ mình bật bơi lên coi bạn đi nhanh lắm nè. Còn mình đi nhanh lắm nè. Giờ ô cắn. Giỡn với khủng long. Giỡn với khủng long. Ê gì vậy? Trời chơi bay các bạn, chơi quánh xong rồi bay kìa. Trời ơi. Dám đánh khủng long. Chạy đi chứ. Rồi giờ mình thử xài chiêu V à lòng chiêu ít lại nha bạn. Giết lên 2000 đó bạn, đúng rồi, hồi nãy là có 1700 à, lên 2000. Đó, về lên 2000 nha bạn. 1700 lên 2000. Hồi nãy giờ mình quên nhận nhiệm vụ ta. Tự nhiên không nhận nhiệm vụ đánh lâu thật sự. Cái gì vậy? Không được à, chơi đánh xong chạy à. Quánh đá không chạy nữa chứ. Bái thanh niên thì không được rồi. Đây. Đây, chuyển bự lên. Đó. Dám giỡn với khủng long nè. Khủng long đang đứng đây máu đúng trâu nữa mày, quánh không bút máu nè. Rồi. Giờ mình bật lại nha mày. Rồi giờ thử chiêu C nha. Nãy chiêu C là nhiêu ta? 1.300 quánh ta. 1.300 liên tục á. Giờ lên nhiêu? 1.700 nha mày. Trời nửa cây thiệt luôn nè. Ui, bật cái thú săn mồi lên đam ngồi là khủng thiệt luôn mấy bạn. Wow, hay quá, có lên cấp nữa nè, ngon. Tại mình đánh không có nhận nhiệm vụ mấy bạn, lười quá. Mà nhận nhiệm vụ lên được mấy, lên đường cấp rồi nè. Ngon. Rồi giờ mình thử bật lại nha bạn, xong mình sẽ xài chiêu V coi bao nhiêu đam nha. Đây. Rồi. Rồi mình để hồi nha bạn, lâu thế nhờ. Rồi bật lên. Đó, rồi xài thử chiêu V nha. Cao nữa mày. Đó. Cao lần 4000 đam hay sao ấy? 4500 sao mình thấy không có rõ nữa trời. Khó thế nha. Nhìn khó thấy quá bạn. Cái chiêu V bình thường là bao nhiêu ta? Mình chả nhớ nữa. Vậy là cái dạng này là bật tăng đam cho tất cả các chiêu luôn nha mày. Ngon thật sự. Gì vậy? Đâu ở đây. À nhận nhiệm vụ à. Từ giờ mình thử lại chiêu V cho bạn. Trời ơi quánh quái nữa. Ơi bo này. Rồi mình để mẹ già rồi đứng đó nha mày. Mình chào thử bao nhiêu đam nha. Sao rồi. Đây. À 3400 chứ mày. Vậy hồi nãy lên tới 4500 lần. Đúng rồi. Vậy là lên được tới 4500. Giờ mình chắc mình từ rồi mình bật lại mình đi. Mình thử lại chiêu V lần cuối nha mày. Xong mình sẽ đi ra nha mày. Để mình lấy game mình đổi. Cái gì vậy? Chơi. Cắn là chạy kìa. Giỡn chạy đâu chạy đâu ui mạnh kìa bạn, bạn nhìn kìa bạn thấy không, ui mạnh kìa, ơi gì vậy, bị gì vậy, dính trái tim, giỡn cắn hai luôn mày, giỡn với khủng long mà. Gì á? Ý, chơi hồi sinh đây vậy? Chơi hồi sinh đây các bạn ơi. Giỡn. Ây á, mất body rồi. Chơi hồi sinh không chạy ra của mình là không được rồi. Bạn thấy không, khủng long mạnh không, cân 2 luôn. Wow, kinh khủng chưa. Đây. Vậy là mình review xong cho các bạn ha. Thì mình sẽ để dành mình kiếm cái mochi mình mua nhé bạn. Mochi như là 5 triệu nữa các bạn ơi. Đó, mình sẽ farm tiếp thôi. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau mình ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe kênh mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Spino màu hường. Bye bye.